cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Kenneth Nick, hiện trường giả mạo và bi kịch của người đàn ông có 5 đời vợ. Với những manh mối tìm thấy được tại hiện trường, thì cảnh sát ban đầu cho rằng có khả năng cái chết của người đàn ông 69 tuổi này chỉ là một vụ tự sát. Nhưng khi điều tra sâu hơn thì họ thấy mọi việc không phải đơn giản đến vậy. Kenneth Kenick sinh năm 1946 tại thành phố Lake Charles, bang Louisiana, Mỹ. Anh là con cả trong gia đình có 6 người con, có niềm đam mê với ô tô và xe máy. Khi lớn lên thì Ken đã trở thành một thợ cơ khí giỏi. Anh cũng là chủ trạm xăng trẻ nhất ở Lake Charles. Năm 1966 thì Ken đã kết hôn với người vợ đầu tiên. Gia đình Ken sau đó chuyển đến Tulsa, Oklahoma. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài được bao lâu. Họ đã ly hôn sau khi có với nhau 3 người con. Đổ vỡ này không khiến Ken buồn lòng. Anh không ngừng tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng dường như vẫn chưa đúng người. Trong 10 năm tiếp theo, thì Ken đã kết hôn và ly hôn thêm 3 lần nữa. Dù tình duyên trắc trở nhưng những nỗ lực trong công việc luôn giúp anh luôn gặt hái được thành công. Ken đã thành lập doanh nghiệp vào năm 1980 là công ty chuyên cung cấp dịch vụ lặn biển và cứu hộ dưới nước. Việc kinh doanh của anh rất phát đạt. Vào năm 1984, Ken đã có thêm một cơ hội trong tình yêu khi gặp nữ kế toán Bailey. Bailey đã ly hôn và có 2 cô con gái tuổi teen, Angela và Michelle, hay còn được mọi người gọi là Shelley. Bailey sinh ra và lớn lên ở Texas trước khi chuyển đến Tulsa. Cô từng kết hôn vào cuối những năm 1960, nhưng đã ly hôn ngay sau khi các con chào đời. Ken và Bailey đã kết hôn vào năm 1985. Ngay sau đó, thì Bailey đã sử dụng các kỹ năng và nghiệp vụ kế toán của mình để giúp chồng quản lý công ty. Nhờ đó mà công ty liên tục phát triển, còn cặp đôi này đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng cuộc sống tươi đẹp đó không kéo dài. Sau 3 thập kỷ bên nhau thì hôn nhân của họ đã tan vỡ. Trong khi Ken dạy các con mình sự tự lập và không phụ thuộc vào bất kỳ ai, thì Bailey lại làm ngược lại. Cô rất chiều các con riêng của mình, thường xuyên cung cấp tiền bạc cho họ. Điều này đã gây ra những bất đồng giữa hai vợ chồng. Dần dần họ trở nên ngày càng xa cách. Bailey và Ken đã ly hôn vào năm 2011, nhưng họ vẫn duy trì cuộc sống trước đây. Mặc dù Bailey có nhà riêng nhưng cô thường ở nhà của chồng cũ. Cuộc sống của họ cứ như vậy cho tới ngày 21 tháng 3 năm 2016. Hơn 21 giờ hôm đó, Bailey đã điên cuồng gọi đến 911. Cô nói rằng khi mình mang bữa tối tới nhà cho Ken thì phát hiện anh đã chết vì vết thương do đạn bắn. Có vẻ anh ấy đã bị bắn. Có một khẩu súng nằm ngay bên tay trái của anh ấy, Bailey nói với nhân viên tổng đài. Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, Bailey chỉ cho họ đến phòng ngủ chính, nơi họ tìm thấy Kenneth đã chết ở tuổi 69. Có một vết thương do súng bắn vào thái dương bên trái và một khẩu súng nằm trên tay của nạn nhân. Bailey cho biết rằng mình ở nhà Ken vào ngày hôm trước, khoảng 16 đến 17 giờ cô rời đi vì Ken đang có vẻ khó chịu và mệt mỏi. Cô cũng đã nói rằng mình đã gọi cho Ken trước khi ghé qua nhà anh nhưng không có ai bắt máy. Khi điều tra viên hỏi liệu Ken có ý định tự tử hay không, thì Bailey cho biết chồng cũ gần đây tỏ ra rất chán nản. Anh cũng có nhiều vấn đề về sức khỏe. Một căn bệnh về thần kinh khiến Ken thường xuyên đau đớn. Những manh mối tại hiện trường ban đầu đã cho cảnh sát thấy về khả năng của một vụ tự sát. Nhưng rồi, khi tìm hiểu sâu hơn, thì điều tra viên đã nhanh chóng phát hiện những bất thường trong câu chuyện của Bailey. Máu ở một bên đầu của Ken đã khô và điều tra viên có thể nhìn thấy màu đã ngả sang tím. Hiện tượng này là sự kết tụ của máu và phải mất nhiều giờ để nó xuất hiện. Ngoài ra, trong khi di chuyển thi thể của Ken, cơ quan chức năng phát hiện có 2 lỗ đạn cách nhau khoảng 2cm trên đầu của anh. Nghi ngờ lập tức đã được đặt ra. Liệu ai tự sát mà lại có thể tự bắn 2 phát đạn vào đồng minh? Thêm vào đó, vết máu trên áo sơ mi của Ken không phù hợp với vết thương cũng như vị trí trên cơ thể của anh. Điều này chỉ có thể xảy ra trong trường hợp ai đó đã di chuyển Ken sau khi anh bị bắn. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Ken chết vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng, gần 14 giờ trước khi Bailey gọi đến 911. Với tất cả những phát hiện này, điều tra viên nhanh chóng nhận ra họ đang phải đối mặt với một vụ giết người được dàn dựng hết sức tinh vi. Các nhà điều tra sau đó đã tiến hành thẩm vấn Shelley, là con gái riêng của Bailey. Shelley đã nói mẹ và cha dượng của mình có một mối quan hệ rắc rối. Cô gái này cũng cho biết mình từng bị Ken lạm dụng. Cô cùng với chị gái Angela của mình không hòa thuận với cha dượng. Shelley khai rằng vào ngày Ken qua đời, thì cô đã đến nhà cha dượng vào khoảng 11 giờ sáng và gặp mẹ mình ở ngoài cửa. Hai người đã trao đổi về vấn đề liên quan đến tiền. Shelley sau đó rời đi luôn và không vào trong nhà.
Điều này trái ngược với những lời khai ban đầu của Bailey đã nói với cảnh sát. Tin rằng Shelley đang không trung thực, nên cảnh sát đã bắt giữ cô với cáo buộc là đồng phạm giết người. Các nhà chức trách cũng liên lạc với Todd, là chồng cũ của Angela. Todd nói Angela và Shelley đã đến nhà anh ta vào khoảng giữa trưa vào ngày xảy ra án mạng. Tại đây, họ tiết lộ mẹ mình đã bắn chết cha dượng. Todd cho biết hai người phụ nữ đã đề nghị mình giúp che đậy vụ giết người, nhưng anh đã từ chối tham gia. Sau khi nghe tin con gái mình bị bắt, thì Bailey đã đồng ý nói chuyện với các điều tra viên. Cô cho rằng do vấn đề sức khỏe, nên Ken rất cô đơn và cần được giúp đỡ, nhưng cô ta không thể sống cùng. Bailey cho biết luôn bị Ken đe dọa và lăng mạ, thậm chí đánh đập. Bailey cũng cáo buộc chồng cũ của mình đã lạm dụng thể xác con gái của cô. Cô ta hoàn toàn có thể rời đi và cắt đứt liên lạc, nhưng đã không làm thế bởi vì tôi yêu anh ấy, Bailey nói với điều tra viên. Cô ta khai rằng vào buổi sáng xảy ra án mạng, Ken đã đe dọa và nói rằng cô nợ anh 21.000 đô la Mỹ là số tiền mà anh đã chi cho các con gái của cô. Khi Bailey nói mình không có tiền, thì Ken đã chĩa súng vào vợ cũ. Anh ta nói nếu tôi không đưa tiền, thì anh ta sẽ giết tôi và giấu xác tôi đi, Bailey khai. Cô nói rằng mình đã chộp lấy khẩu súng và một cuộc vật lộn xảy ra. Trong lúc đó, không may khẩu súng đã bị cướp co và bắn hai phát vào đầu của Ken. Bailey vì quá hoảng sợ nên đã gọi cho các con gái tới để giúp mình dọn dẹp hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó tiếp tục tìm được những manh mối trái ngược với lời khai của cô ta. Phòng ngủ của Ken không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Vết đạn trên đầu Ken cũng không phù hợp với lời khai của Bailey. Bailey 69 tuổi, sau đó đã bị bắt với cáo buộc giết người cấp độ 1. Con gái của người phụ nữ này là Angela cũng bị bắt và bị buộc tội đồng phạm. Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách phát hiện ra rằng vào năm 2011, khi hai người sắp ly hôn, thì Bailey đã đệ đơn chống lại Ken và yêu cầu được bảo vệ. Lá đơn tố cáo này đã bị bác bỏ sau khi cặp đôi không ra hầu tòa. Ngoài ra, cảnh sát trước đó cũng từng được Ken gọi tới nhà. Người đàn ông cho biết Bailey đã đe dọa giết anh. Hồ sơ điện thoại cho thấy những đoạn tin nhắn giữa Bailey và hai con riêng, trong đó cô ta thể hiện sự ghét bỏ với chồng cũ. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2016, vài ngày trước khi vụ giết người xảy ra, Bailey nhắn tin cho con gái Angela nói về một khẩu súng có kiểu dáng tương tự như khẩu súng đã giết Ken. Người thân của Ken khẳng định Bailey đã lấy trộm tiền và thuốc được kê đơn của chồng mình. Việc lấy cắp tiền thường xuyên diễn ra trước khi họ ly hôn và thậm chí cả sau này, trong những lần Bailey tới nhà chồng cũ. Ken đã không ít lần chất vấn Bailey. Khi kiểm tra tình hình tài chính của cô ta, cơ quan chức năng biết được người phụ nữ này đang mắc nợ rất nhiều. Phía công tố cáo buộc khi Ken đưa ra tối hậu thư yêu cầu trả lại tiền nếu không sẽ cắt đứt mọi liên lạc, thì Bailey đã quyết định ra tay. Theo thỏa thuận ly hôn của họ, cô ta sẽ thừa kế ngôi nhà của Ken nếu anh chết trước. Vì vậy, Bailey đã dàn dựng vụ tự tử để giành quyền sở hữu ngôi nhà, sau đó cô ta có thể bán nó đi để lấy tiền trả nợ. Shelley và Angela, hai con gái của Bailey, đều đồng ý làm chứng chống lại mẹ mình tại phiên tòa xét xử Bailey tội giết người. Đổi lại, họ sẽ được hủy bỏ mọi cáo buộc. Vào tháng 3 năm 2017, Bailey bị kết tội giết người cấp độ 1. Một tháng sau, người phụ nữ 69 tuổi này đã bị kết án tù chung thân và sẽ không đủ điều kiện được ân xá cho đến khi cô ta đủ 108 tuổi. Kỳ án về Levi Belfield, sát nhân búa chuyên săn tìm những cô gái tóc vàng xinh đẹp. Vào những năm đầu của thế kỷ 21, liên tiếp xảy ra những vụ tấn công bằng búa rất dã man khiến người dân phía Tây Nam London luôn sống trong trạng thái sợ hãi. Một điều kỳ lạ hơn nữa, nạn nhân của tên sát nhân này thường là những cô gái tóc vàng trẻ đẹp. Dù cuối cùng hung thủ cũng bị đưa ra ánh sáng và chịu trừng phạt của pháp luật, nhưng việc tìm ra hắn là một hành trình không hề dễ dàng. Tối ngày 3 tháng 2 năm 2003, cô nữ sinh 19 tuổi Marsha McDonald cùng hai người bạn thân của mình đi xem phim. Sau một buổi tối rất vui vẻ, cả ba tạm biệt nhau và McDonald bắt xe buýt để trở về nhà ở Hampton cách đó khoảng 10 km. Cô nữ sinh lên chuyến xe số 111 và không lâu sau đã tới bến xe buýt trên đường Percy. Lúc đó là gần nửa đêm, đường phố không còn nhiều người qua lại. McDonald rời bến xe buýt và nhanh chóng bước về nhà mình chỉ cách đó vài con phố. Tuy nhiên, khi chỉ còn vài bước chân nữa là tới nhà, cô gái trẻ bị một bóng đen chặn lại. McDonald chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bóng đen lao vào tấn công. Lúc đó đã gần 24 giờ, một người phụ nữ khi bắt đầu lơ mơ ngủ bỗng bị đánh thức bởi những tiếng la hét thất thanh từ bên ngoài. Cô vội bật dậy và nhìn theo hướng âm thanh đó phát ra rồi hoảng hốt nhìn thấy có người đang nằm sóng xoài trên vũng máu bên vệ đường. Sau khi gọi những thành viên khác trong gia đình, cô chạy nhanh ra cửa hướng về phía người bị nạn. Tới gần,
Cô nhận ra đó chính là Martha McDonald, hàng xóm của gia đình mình đã bất động với những vết thương ở đầu. Ngay sau đó, McDonald đã được đưa tới bệnh viện để cứu chữa. Bố mẹ và các chị gái của cô cũng nhanh chóng biết tin. Tất cả đều choáng váng trước nỗi đau quá đột ngột này. Trong hai ngày tiếp theo, các bác sĩ thường xuyên túc trực và cố gắng hết sức để có thể cứu sống Martha McDonald. Tuy nhiên, trên thực tế, với những vết thương rất nặng ở đầu, họ nhận định Martha khó lòng mà qua khỏi. Và ngày 5 tháng 2, McDonald chút hơi thở cuối cùng. Sau khi cơ quan pháp y tới khám nghiệm tử thi, họ khẳng định rằng McDonald bị chết bởi những vết thương do búa hoặc một thứ gì đó tương tự như vậy gây ra. Không có bất cứ dấu vết nào về việc nạn nhân bị xâm hại tình dục. Martha McDonald là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng. Cô cũng là một học sinh xuất sắc khi đã tốt nghiệp phổ thông loại A và vừa vượt qua kỳ thi khó khăn để trở thành sinh viên của một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở London. Không chỉ có thành tích học tập tốt, McDonald còn được bạn bè đánh giá là một cô gái năng nổ với việc tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và âm nhạc. Cô cũng đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng quà tặng. Trước mắt McDonald là cả một tương lai đầy sáng lạn, nhưng rồi tai họa bỗng nhiên ập tới với cô và cả gia đình. Cái chết bất ngờ và đau đớn của McDonald không chỉ khiến gia đình McDonald suy sụp, ngay cả những người quen biết cô đều cảm thấy thương tiếc. Và tất cả đều muốn tìm ra kẻ đã làm điều kinh khủng đó. Cảnh sát nhanh chóng điều tra vụ việc. Họ nhận thấy vụ án mạng này có nhiều chi tiết tương tự với vụ án xảy ra vào một tháng trước đó. Ngày 8 tháng 1, một cô gái 17 tuổi tới từ Strawberry Hill thuộc phía tây nam London, cô được tìm thấy nằm gục ngã ở trên vỉa hè khi đang trên đường trở về nhà. Lập tức cô bé được đưa tới bệnh viện gần đó. Ban đầu, người ta nghĩ rằng cô bé bị ngã, nhưng sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho rằng cô bị tấn công bởi vật gì đó giống như búa. Cô bé bị đánh rất nhiều lần vào mặt và đầu, dẫn đến những vết rách sâu trên mặt, vỡ gò má, vỡ một bên hốc mắt và chấn động mạnh, nhưng vẫn may mắn sống sót. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nạn nhân không nhớ được hình ảnh của kẻ đã ra tay với mình. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tin rằng người tấn công cô gái này chính là kẻ đã giết hại McDonald, nhất là khi liên tiếp sau đó, những nạn nhân nữ cũng bị giết dã man theo cùng một cách thức tương tự. Mặc dù sau đó cơ quan điều tra tích cực vào cuộc tìm kiếm, nhưng kết quả lại không đi tới đâu. Điều này khiến người dân ở khu vực càng lo ngại, bởi hung thủ vẫn chưa được xác định, trong khi các vụ tấn công lại tăng lên. Sau vụ tấn công, nạn nhân 17 tuổi Cassidy đã dần phục hồi và nhớ lại một vài đặc điểm rất quan trọng mà cảnh sát mong rằng từ đó có thể điều tra ra tung tích của kẻ tấn công. Đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi có mái tóc đen cắt ngắn, mũi cao, mắt đen và lông mày rậm. Hình ảnh phác thảo chân dung hung thủ lập tức được lực lượng chức năng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng với hy vọng có được những thông tin về hung thủ. Và quả thật sau đó cảnh sát nhận được hàng trăm phản hồi, tuy nhiên tất cả đều không có thông tin nào có ích. Ngay cả các đối tượng bị liệt vào danh sách nghi phạm cũng đều có bằng chứng ngoại phạm vào những thời điểm mà các vụ tấn công xảy ra. Cứ như vậy, nhiều tháng trôi qua, cảnh sát vẫn không thể điều tra ra tung tích của hung thủ. Nhiều người bắt đầu lo lắng rằng, nếu không sớm điều tra ra hung thủ thì sẽ có thêm những nạn nhân khác. Và chẳng bao lâu sau, nỗi lo đó đã trở thành sự thật. Tối ngày 19 tháng 8 năm 2004, sau cuộc vui với một vài người bạn thân thiết tại quán rượu, một cô gái trẻ 22 tuổi Amelie Delagrand tạm biệt các bạn để trở về nhà. Lúc đó khoảng gần 10 giờ tối, Amelie bắt xe buýt tới Hampton. Tuy nhiên, một lúc sau khi lên xe, cô nhận ra mình đã đi nhầm chuyến và vội nhảy xuống ở điểm đón trả khách tiếp theo. Không còn lựa chọn nào khác, Amelie buộc phải đi bộ quãng đường khá xa về nhà. Trên đường về, Amelie đi xuyên qua công viên Bonholder và bất ngờ bị kẻ lạ mặt lao ra tấn công. Gần nửa giờ sau, một người dân tìm thấy cơ thể đầy thương tích của Amelie và báo cho cảnh sát. Cô được đưa đến bệnh viện, nhưng do chấn thương quá nặng, Amelie đã tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy, những vết thương ở đầu cô là do búa hoặc xà beng gây nên. Tin Amelie qua đời khiến cả gia đình cô gái trẻ này vô cùng sốc. Cô mới chuyển tới Anh sống và làm việc được vài tháng trước khi bị giết. Trong vòng 24 giờ sau cái chết của Amelie, cảnh sát xác nhận cô có thể đã bị giết bởi chính kẻ đã giết Martha McDonald vào 18 tháng trước đó. Hung thủ đã lấy cắp một số vật dụng của nạn nhân, bao gồm điện thoại, ví tiền, chìa khóa nhà và máy nghe nhạc. Cảnh sát đã cho theo dõi tín hiệu điện thoại từ máy di động của Amelie với hy vọng sẽ xác định được vị trí hung thủ. Vài ngày sau, cảnh sát đã tìm được tài sản cá nhân bị đánh cắp của Amelie bên bờ sông cách hiện trường vụ án khoảng 8 km. Lúc này, mối lo ngại về những vụ tấn công người bằng búa một lần nữa khiến người dân ở phía tây nam London thực sự cảm thấy lo lắng. Trong khi đó, cảnh sát dù đã cố gắng để nhanh chóng phá chuyên án này nhưng mọi việc dường như vẫn dừng chân tại chỗ.
thêm cái chết của Amélie de la Grande, các thám tử nhận ra một đặc điểm hết sức quan trọng. Ngoài việc sử dụng búa, hung thủ có vẻ thích nhắm vào nạn nhân là những cô gái tóc vàng. Các thám tử khám nghiệm hiện trường cho biết hung thủ có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi tấn công Amélie de la Grande. Ngoài ra, họ cũng tin rằng hắn chính là hung thủ của các vụ án trước đó, bởi nạn nhân đều bị tấn công bằng cùng một vật dụng và với cách thức giống hệt nhau vào lúc nửa đêm trong bán kính chưa đầy 8 km. Cảnh sát cũng đưa ra những bức ảnh của Amélie lên báo chí và truyền hình nhằm thu thập thêm thông tin từ những nhân chứng từng gặp mặt nạn nhân. Kết quả thu được, họ biết rằng cô gái đã dừng lại ở một điểm xe buýt khoảng 20 phút trước khi bị giết. Bằng kinh nghiệm điều tra, các thám tử đặt ra giả thuyết hung thủ đã thấy Amélie ở bến xe buýt và đi theo cô tới công viên Bonhoeffer rồi ra tay. Thời điểm này, tổng hợp những chi tiết từ các vụ án mạng, cảnh sát bỗng nhận ra một vụ án cách đó 2 năm có nhiều điểm tương tự. Ngày 21 tháng 3 năm 2002, nữ sinh Millie Dowler, 13 tuổi, biến mất trên đường từ trường học về nhà tại hạt Surrey. Do Millie từng nhiều lần bỏ nhà đi, còn viết thư để lại nói muốn tự tử nên cảnh sát cho rằng lần này cũng vậy. Hơn nữa, cảnh sát còn phát hiện hộp thư thoại của Millie bị xóa bớt tin nhắn, do đó càng tin cô bé vẫn còn sống. Dù vậy, điện thoại của Millie vẫn tắt. Nửa năm sau, ngày 18 tháng 9 năm 2002, người dân hạt Hampshire, giáp danh với hạt Surrey, vào rừng hái nấm bỗng phát hiện ra một thi thể nữ. Nhà chức trách dựa vào hồ sơ nha khoa để xác định người chết là Millie Dowler. Cảnh sát hạt Surrey xem lại camera giám sát trên đường trước khi Millie mất tích, phát hiện cô bị một chiếc ô tô màu đỏ bám phía sau. Tuy nhiên hình ảnh rất mờ, cảnh sát không xác định được biển số xe, vì thế không tìm được tài xế. Vì không có chứng cứ gì khác nên vụ án rơi vào bế tắc. Trong thời gian này, cảnh sát còn tạm giữ một số người tình nghi, song kết quả đều kết luận không có liên quan. Cảnh sát tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra ra nhiều hướng. Họ đã bắt một người đàn ông 22 tuổi ở phía đông London vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Amélie, nhưng sau đó nghi can này lại được thả vì không có chứng cứ chứng minh anh ta là hung thủ. Thời gian sau đó, 4 người khác cũng bị bắt tạm giam để điều tra nhưng cuối cùng tất cả đều được thả. Tháng 3 năm 2006, sau khi lần theo rất nhiều manh mối khác nhau, một người đàn ông bị tình nghi giết chết Amélie de la Grande đã bị bắt. Danh tính của anh ta nhanh chóng được xác định, đó là Levi Belfield, 37 tuổi. Hiện đối tượng này đang làm bảo vệ cho một hộp đêm tại phía Tây. Xem lại hồ sơ các vụ án gần đây, các nhân viên điều tra phát hiện trong vụ án của Amélie de la Grande, camera an ninh có ghi lại được hình ảnh chiếc xe của Belfield gần địa điểm cô gái bị tấn công. Ngoài ra, sau nhiều tháng nằm viện, nạn nhân Kết đã may mắn sống sót và xác nhận Levi Belfield chính là kẻ đã tấn công cô. Trong những phiên tòa sau đó, cô cũng đứng ra làm chứng buộc tội Belfield trước tòa. Levi Belfield sinh ngày 17 tháng 5 năm 1968. Bản án đầu tiên Belfield phải nhận khi mới 13 tuổi với tội danh là trộm cắp. Năm 1990, Belfield tiếp tục bị kết án vì hành hung cảnh sát. Những năm sau đó, Belfield liên tục phạm tội. Cho đến năm 2002, anh ta có 9 tiền án tiền sự. Tuy vậy, Belfield lại khá đảo hoa. Người đàn ông này có tới 11 đứa con với 5 người phụ nữ. Tất cả đều nhận xét Belfield là người thích kiểm soát. Một trong những cô bạn gái của Belfield cho biết là vài tuần sau khi chính thức hẹn hò, Belfield lấy điện thoại của cô này và chỉ để duy nhất số của anh ta trong danh bạ. Belfield nói rằng đó là tất cả những gì cô cần. Sau đó, anh ta hạn chế cho cô đi ra ngoài, ngăn cô gặp gỡ bạn bè, thậm chí cha mẹ. Nếu có cho phép, Belfield sẽ liên tục gọi điện thoại để kiểm tra cô đang làm gì. Các điều tra viên nhận xét Belfield là một đối tượng xảo quyệt và bạo lực. Anh ta có thể ngay lập tức chuyển thái độ từ vui vẻ sang khó chịu mà không vì lý do gì. Đặc biệt, Belfield luôn tự tin rằng mình đẹp trai và hấp dẫn. Một trong những thú vui của hắn là lái xe quanh phố để trêu ghẹo và dụ các thiếu nữ đi một mình lên xe. Trong mắt Levi, tất cả phụ nữ đều phải thấy vinh hạnh khi được hắn tán tỉnh. Ngoài ra, Belfield nói rằng hắn rất ghét những cô gái tóc vàng. Đó là lý do tại sao nạn nhân của hắn luôn là người có mái tóc màu vàng. Theo nhà chức trách, tối ngày 3 tháng 2 năm 2003, Levi dụ dỗ nữ sinh Masa McDonald. Thấy Masa không thèm để ý tới mình, Belfield tức giận và cầm búa tấn công vào đầu Masa rồi bỏ đi. Vài tháng sau, nạn nhân Amélie de la Grande cũng bị Belfield tấn công bằng búa do không chịu lên xe của hắn. Còn với cô bé Millie, Levi đã dụ dỗ nạn nhân lên xe rồi cưỡng bức. Khi Millie chống trả, hắn sát hại cô bé rồi vứt xác vào rừng. Cảnh sát cho biết họ tin rằng Belfield phải chịu trách nhiệm cho khoảng 20 vụ tấn công phụ nữ. Tuy nhiên,
Do không có đủ bằng chứng, Belfield chỉ phải chịu trách nhiệm về cái chết của ba nạn nhân gồm Millie Dowler, Martha McDonald và Amelie Delagrand. Tháng 2 năm 2008, Levi Belfield bị tuyên ba án tù chung thân không được ân xá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.